cái kết không thể tin được khi thăm nhà của bác Nguyễn Phú Trọng. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyền hình Sức Khỏe. Quý vị thân mến, quả thật thời đại sản sinh ra con người và với những con người kiệt xuất có thể sinh ra một thời đại như thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng ta đang sống. Đó là một thời đại mà nhân dân Việt Nam đã làm được những điều hết sức kỳ diệu. Bằng những cuộc giải phóng đất nước đã làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Bằng những cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, điều đó đã góp phần cùng nhân loại kiến tạo tương lai, kiến tạo một xã hội dựa trên căn bản của sự phát triển hài hòa, của quyền tự do, dân chủ, của lòng nhân ái, của sự nghiệp giải phóng con người và con người tự giải phóng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thầy vô cùng vĩ đại, và không người thầy nào vĩ đại lại không có những học trò xuất sắc. Nếu các bậc tiền bối như Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến to lớn, quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, đặt nền móng phát triển, thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 11, 12, 13 là người cộng sản trung kiên, trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lên một tầm cao mới. Các bạn cũng có cùng suy nghĩ, hãy comment số 5 ngay nhé. Nói thêm một chút về cha ông và gia phả của mọi dòng họ Việt đều nói, cây có gốc, nước có nguồn. Nguồn sâu thì nước chảy mạnh, gốc vững thì cành xanh. Tâm hồn của bác Nguyễn Phú Trọng từ nhỏ đã bắt rễ sâu xa vào ca dao dân ca, vào nguồn sữa tươi mát trong lành của ân tình đạo lý. Giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch, rách cho thơm. Nói về bác Nguyễn Phú Trọng, gần đây đã có thông tin về việc nhà ở của bác và thật bất ngờ khi truyền hình Sức Khỏe biết đến đây là căn nhà số 5 phố Thiền Quang, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình đang ở. Bởi từng có dư luận cho rằng, từ thời còn Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trọng đã làm sổ đỏ cho đất và nhà này. Sự thật là, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ở nhà công vụ, và đó là nhà số 5 phố Thiền Quang, một con phố nhỏ thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có nghĩa rằng căn nhà này vẫn là tài sản của Đảng. Theo tìm hiểu, đó là căn nhà công vụ từng là nơi của cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Trước lúc lâm chung, vị tiền bối Nguyễn Lương Bằng đã dặn người thân phải trả lại căn nhà cho Đảng, chuyển đi nơi khác. Cũng trên con phố nhỏ này, còn một căn nhà tương đối khang trang trước đây, một vị tiền bối từng ở, đó là nhà số 4 của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Cụ Hoàn từ trần, ngôi nhà ấy cũng được gia đình trả lại cho Đảng. Bây giờ là trụ sở của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Quê của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, có căn nhà và đất từ thời cha mẹ ông để lại. Qua đây, chúng tôi cũng biết được ông có bộ vest mặc 12 năm nhưng vẫn chưa lỡ bỏ. Bởi vì cách ăn mặc của ông, ngoài những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc com lê, còn lại ông thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo cũ đến sờn vai. Một cuộc sống giản dị đến thanh đạm như vậy, truyền hình Sức Khỏe nghĩ rằng nó xuất phát từ cuộc sống, từ đạo đức cách mạng của một con người mẫu mực. Đó là người giữ gìn sự liêm sỉ cá nhân, hòa chung với cuộc sống của đại đa số đồng bào khi đất nước còn khó khăn. Trước đó, đại biểu Lê Thanh Vân cũng chia sẻ, cũng có nhận xét như vậy. Truyền hình Sức Khỏe cũng được biết thêm rằng, với số tiền tiết kiệm không nhiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng một phần để mua công trái. Cụ thể, ông dành một phần mua công trái và một phần gửi tiết kiệm, giống như đời sống những công chức rất bình thường và bao người dân lao động khác. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết là một đại biểu Quốc hội lâu năm, năm khóa liên tiếp, chứng kiến hai lần ông Nguyễn Phú Trọng nhậm chức và ba lần ông lẩy kiều. Đại biểu Tuyết chia sẻ, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rất xúc động và tôi cũng rất xúc động khi nghe. Cảm nhận những lời phát biểu ấy
ông được Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội tín nhiệm gần như tuyệt đối. Nhưng lời phát biểu của ông vẫn hết sức khiêm nhường. Sự khiêm nhường làm ông được yêu mến hơn. Ta thấy đấy, thời đại nào cũng có những vị quan tham, nhưng song hành với điều đó cũng có những vị quan thanh liêm, liêm chính như Bác Trọng mà cả đất nước Việt Nam yêu quý. Có Bác thì bộ máy nhà nước mới được thanh trừ những thành viên không xứng đáng. Qua đây, Truyền hình Sức Khỏe mong rằng những vị lãnh đạo và đang làm trong bộ máy nhà nước sẽ trở thành những người ưu tú cả về đức lẫn về tài. Ngay bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay. Liệu các bạn có thắc mắc và không biết Đại hội và những vị lãnh đạo đã nói gì về Bác Nguyễn Phú Trọng hay không? Nếu thắc mắc, hãy comment số 9 và cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Đại biểu Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chia sẻ cách nghĩ về Bác như sau. Nói về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì đầu tiên là nói về sự liêm khiết. Như Bác Hồ đã nói rằng, người lãnh đạo phải có đức, có tài thì cái đức phải đi trước. Cái đức là gốc, bởi có đức thì mới quy tụ được mọi người. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người rất có bản lĩnh, lại khéo léo trong công tác giải quyết những tình huống gay cấn. Tôi nghĩ ông là người cương nhu đúng lúc. Ví dụ, khi giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm đến biển nước ta, Bộ Chính trị đã 13 lần họp bàn ứng phó về cách giải quyết vấn đề khác nhau, thì cả 13 lần chúng ta đều giải quyết thành công các tình huống đó. Bên cạnh đó, tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã có quy định về việc nêu gương của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Trung ương, hình ảnh một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ở nhà công vụ và gần như không có tài sản gì lớn đã nói lên điều gì? Đại biểu Vũ Kim Trọng nói về vấn đề này như sau. Không phải khi Quốc hội bầu ông làm Chủ tịch nước, khi có bản kê, tài sản thì tôi mới khẳng định ông là người liêm khiết, mà đã từ lâu trong quá trình công tác, nắm bắt, tôi có thể khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng là người chí công vô tư, hoàn toàn trong sáng. Đây là một tấm gương sáng đã rất rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi những chuyện như biệt phủ, nhà lầu của quan chức gây bức xúc dư luận, thì việc nêu gương rất có ý nghĩa. Người đứng đầu đảng, nhà nước ở nhà công vụ với một số tiền tiết kiệm nhỏ, điều này đã nói lên tất cả. Có nêu gương và tấm gương có thuyết phục thì mới dẫn dắt, mới lãnh đạo được. Tôi dám nghĩ khẳng định rằng, một lần nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người hoàn toàn trong sạch tuyệt đối. Thêm vào đó, có ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Ông đã cảm ơn người từ chối nhận con mình và làm việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất mẫu mực, nhìn vào bảng kê tài sản của ông nhân dịp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, tôi thấy rằng đó là bản kê khai trung thực, có độ tin cậy rất cao. Qua bản kê khai đó, tôi thấy rằng ông có cuộc sống bình thường, bình dị như đa số người dân lao động Việt Nam hiện nay. Ông ở nhà công vụ và có tài sản tiết kiệm nhỏ. Cá nhân tôi có thời gian làm việc, tiếp xúc khi ông Nguyễn Phú Trọng còn làm Chủ tịch Quốc hội, thì tôi có thể khẳng định rằng ông là người vô cùng liêm khiết, chính trực. Thông qua quan hệ bạn bè, người thân của ông, tôi cũng biết rằng gia đình, vợ con của ông cũng sống một cuộc sống rất bình dị, không có gì khác biệt so với mọi người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hề tác động nhằm làm có lợi cho gia đình, người thân của mình. Tôi nhớ khi con ông ra trường, có bạn bè của ông đưa hồ sơ, đưa sang xin việc ở văn phòng chính phủ. Nhưng chủ nhiệm văn phòng chính phủ khi đó trả lời là cháu chưa đủ điều kiện vì thiếu thời gian công tác thực tế. Khi biết chuyện này, ông Nguyễn Phú Trọng không những không tác động để con được vào làm việc, mà còn cảm ơn người không tiếp nhận. Với tấm gương liêm khiết như vậy, tôi nghĩ rằng là một trong những lý do để ông được liên tiếp giới thiệu trong những hoàn cảnh đặc biệt. Lần này, cũng trong một hoàn cảnh đặc biệt,
khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời, Đảng và Nhà nước đã thống nhất rất cao giới thiệu và bầu ông làm Chủ tịch nước. Tôi tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng hội tụ đủ những điều kiện ưu tú để đứng đầu Đảng, Nhà nước, là một tấm gương trong giai đoạn Đảng ta cần phải nhấn mạnh sự nêu gương của người lãnh đạo. Quý vị thân mến, một vị lãnh đạo như Bác Trọng thực sự rất được người dân yêu quý. Từ cách làm việc cho đến cuộc sống đời thường, Bác giản dị đến mức khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Bởi khi biết đến nơi làm việc của Bác, Truyền hình Sức Khỏe mới biết được phòng làm việc của Bác Tổng Bí Thư qua tấm hình chụp ông chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, một nơi làm việc thật đơn sơ và bình dị. Chiều ngày 10 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Có thể thấy, đây là cuộc họp với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng và điều bất ngờ ai cũng thấy sau đó chính là căn phòng làm việc của Tổng Bí Thư rất đơn sơ, bình dị. Căn phòng đó là nơi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm việc hàng ngày. Nhìn qua, tuyệt nhiên không thấy tranh tượng hay những bộ bàn ghế xa hoa. Còn nếu để ý kỹ hơn, sẽ thấy căn phòng có cả chỗ bong chóc sơn. Điều đặc biệt là ở căn phòng ấy chính là sách, rất nhiều sách. Sách trên kệ, sách trên bàn làm việc. Trên tường có một bức ảnh Bác Hồ, đúng là một căn phòng bình dị. Trước đây, tôi đã từng nghe nhiều mẩu chuyện về cuộc sống giản dị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng chuyện đó được bạn bè đồng nghiệp của ông kể lại khi ông đã giữ những vị trí quan trọng của Đảng. Với cương vị đảm nhiệm 3 chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nhưng ông vẫn sử dụng xe công vụ vốn là một chiếc Toyota Crown cũ đời 1998, có tuổi đời đã 22 năm. Hay chuyện những sinh viên văn khoa khóa 8, Đại học Tổng hợp Hà Nội, các nhà báo Dương Đức Quảng, Vũ Duy Thông, Dương Quang Minh, Trần Đức Chính từng kể rằng khi người bạn đồng môn của họ là người đứng đầu thủ đô, ông vẫn lặng lẽ nhờ người chở mình đi xe máy về thăm khoa văn trong sự ngỡ ngàng của thầy cô và bạn bè. Ông chỉ là một người học trò đã cao tuổi trở về trường, không khoa trương mà rất đỗi gần gũi bình dị. Và ngay cả khi ông đã là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cũng vậy. Đó là khi đi dự gặp mặt lớp cũ, ông nói: "Xin cho em, cho tôi bỏ mọi chức tước bên ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy, các cô ngày nào. Tôi đến đây mãi mãi là bạn học của các bạn. Chức tước như phù vân." Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã có lần nói ông là người tiếp xúc nhiều với Tổng Bí Thư và thấy ông là một người ăn mặc giản dị. Ông luôn nói đi đôi với làm. Ngoài những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc com lê, còn lại ông thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo cũ đến sờn vai. Một cuộc sống giản dị đến thanh đạm như vậy, ông Lê Thanh Vân cho rằng điều đó xuất phát từ cuộc sống, từ đạo đức cách mạng của một con người mẫu mực. Đó là một con người giữ gìn danh dự cá nhân, hòa chung với cuộc sống của đại đa số đồng bào khi đất nước còn khó khăn. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có lần nói: "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất." Câu nói đó như một lời khuyên, lời cảnh tỉnh cho những ai chỉ nghĩ đến chức tước bổng lộc. Sự giản dị trong căn phòng làm việc khi ông triệu tập một cuộc họp quan trọng là mọi người không thể ngờ. Với nhiều người, họ sẽ càng bất ngờ hơn khi thấy phòng làm việc của Tổng Bí Thư thực sự đơn sơ, giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Đó chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho những người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, càng tin yêu Đảng. Quý vị thân mến, cũng giống như Bác Trọng, có thể coi như một vị quan thanh liêm giống như bao thanh thiên truyền kỳ, và người ở nước Đại Việt được ví như bao thanh thiên quả thực cũng rất nhiều. Trong đó có quận công Nguyễn Mại là bậc văn võ song toàn. Những kỳ tích xử án của ông còn được sử sách và dân gian lưu truyền lại. Tiểu sử về ông
Nguyễn Mại sinh năm 1655, người làng Ninh Xá, huyện Chí Linh, Hải Dương. Năm 1691, ông đỗ hoàng giáp và làm quan ở Bộ Lễ dưới triều vua Lê Hy Tông. Sau đó Nguyễn Mại được thăng chức làm Tả Thị Lang, giữ trọng trách thủy quân, rồi làm đốc trấn Cao Bằng, đốc trấn Sơn Tây. Ông mất năm 1720 vào thời vua Lê Dụ Tông và được tặng chức bộ thượng thư, tước quận công. Các quan cùng thời đánh giá Nguyễn Mại là bậc thần giáng Hải Đông, là quý nhân Nam Quốc. Nguyễn Hoàn là một vị quan cùng thời với Nguyễn Mại, tính nóng nảy và không phục ai, nhưng đã viết về Nguyễn Mại như sau: Văn kinh luân, võ tài lược, trong là cốt cán, ngoài là cánh vây, trốn vương phủ sung chi, thủy chi binh, đức vọng vòi vọi tựa, thái sơn tung nhạc, về địa phương là đốc lãnh, đốc trấn, uy phong lẫm lẫm như nắng rực sương thu, thanh danh vang vọng như chuông vàng nam lữ, tài nghệ sắc nét như thuyền thả động đình, phép tắc nơi ba quân giành trong lòng bàn tay, lưu truyền tựa trí thần tử phòng tính toán, cơ mưu trốn bát trận đầy sẵn trong bụng, tựa như tướng gia cát định quốc an dân, tài đủ tiến lui, phong độ vững vàng, triều đình trông cậy, dùng nhân nghĩa cảm hóa được giặc cướp tù nhân. Khi còn là đốc trấn Cao Bằng, Nguyễn Mại phải đối phó với nạn cướp từ Quảng Tây, Trung Quốc tràn sang. Qua tìm hiểu, ông thấy rằng đám giặc này chỉ là những nông dân nghèo vì quá đói khổ, túng quẫn cùng đường mới phải tràn qua biên giới đến Cao Bằng để cướp. Ông cho quân bắt lại rồi thả ra chứ không xét xử, cũng không làm công văn báo với quan lại vùng Quảng Tây, có nhiều lúc còn cung cấp lương thực cho họ để họ trở về. Ông cứ cho quân vây bắt rồi thả về nhiều lần như vậy. Cuối cùng đám giặc cướp nơi phương Bắc này cảm động trước ân đức của Nguyễn Mại mà không còn sang quấy nhiễu nữa. Trong cuộc đời làm quan, nơi ông gắn bó lâu nhất chính là xứ Đoài, tức trấn Sơn Tây. Một lần phủ làm việc của ông bị cháy, đám cháy lan vào nhà tù, nơi giam giữ toàn những kẻ đầu trộm đuôi cướp ở xứ Đoài. Ông không chần chừ, sai người mở ngay cổng nhà ngục, thả hết các tù nhân để đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Lúc này, mặc dù có cơ hội chạy trốn, nhưng các tù nhân như bừng tỉnh ngộ, họ cùng binh lính và người trong phủ dập tắt ngọn lửa. Sau đó, họ đều bảo nhau cùng trở lại trại giam, không sót một ai. Bạo lực, hình phạt, nhà tù chỉ có thể làm người khuất phục vì sợ hãi, chứ không thay đổi được tâm của con người. Nhưng Nguyễn Mại đã dùng nhân nghĩa để thay đổi lòng người, khiến dù giặc cướp ở Cao Bằng hay đầu trộm đuôi cướp ở xứ Đoài đều cảm động mà thay đổi cả. Chính vì sự thanh liêm, chính trực, lại xử án như thần của ông, khiến người dân xứ Đoài coi ông như bao thanh thiên của đất Việt. Trong sử sách cũng như dân gian còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện xử án thần kỳ của ông. Sách Đăng Khoa Lực Sư Giảng có viết rằng khi làm quan ở Sơn Tây, Nguyễn Mại hay đi vi hành xuống các làng để xem xét cuộc sống của người dân. Mỗi một lần ông đến chợ Bảo Khám, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thì thấy một người đàn bà chửi tục, cứ nhè ba họ tên trộm nào đó mà chửi. Ông hỏi thì biết người đàn bà này bị mất trộm một chiếc màn. Ông cho người đến trói bà này lại, trị tội nói tục ồn ào trốn đông người. Ông cho già trẻ gái trai trong làng đều đến để vả vào mặt bà này để cho chừa thói chửi tục. Người dân thương kẻ bị mất trộm nên chỉ vả nhẹ, riêng một phụ nữ lại ra tay rất mạnh. Nguyễn Mại lập tức cho bắt người phụ nữ này, nói: người chính là kẻ ăn trộm nên mới đánh người ta đau như thế. Sau khi tra xét, người này phải nhận tội đã lấy trộm vì căm tức người đàn bà kia chửi mình nên mới ra tay đánh rất mạnh. Nguyễn Mại không chỉ bắt được kẻ trộm mà cũng trị tội cả người bị mất trộm vì hay chửi. Từ đó tiếng tăm của Nguyễn Mại bay đi rất xa, người dân đều coi ông như bao thanh thiên. Lần khác,
Khi đang vi hành ở chợ Sơn Tây, ông thấy hai người đàn bà đang giành nhau một tấm lụa. Ai cũng khẳng định tấm lụa là của mình. Ông liền vào phân xử. Ông nói rằng ai nói cũng có lý, nên để công bằng thì cho xé đôi tấm lụa chia cho hai người. Sau đó, một người cầm mảnh lụa vui vẻ rời đi, còn người lại khóc kêu than. Ông lập tức cho giữ hai người lại rồi nói: phàm chỉ có người làm ra tấm lụa mới biết trân trọng, tiếc công sức của mình, còn chỉ biết hưởng công sức người khác thì mới hí hửng ấy. Sau khi tra xét người vốn cầm nửa tấm lụa hí hửng rời đi phải nhận tội, tấm lụa được đưa lại cho chủ của nó. Người dân nơi đây vẫn gọi đây là vụ án xẻ đôi tấm lụa vô cùng nổi tiếng lúc đó. Một lần Nguyễn Mại đến Đông Ngạc ở Từ Liêm, ông gặp một người đàn bà kêu mất buồng chuối. Qua quan sát, ông phát hiện rằng buồng chuối này chỉ mới bị chặt và kẻ trộm không thể ở nơi xa. Ông liền gọi Lý Trường đến, bảo cho dân làng ra vét ao đình rồi rửa tay sạch để nhận trầu cau. Qua quan sát, ông phát hiện trên tay một người vẫn dính bùn rũ đã rửa, liền cho bắt ngay người đó. Qua điều tra, quả nhiên đó là thủ phạm chặt buồng chuối. Vì tay dính nhựa chuối nên khi dính bùn thì không sao rửa sạch được. Kẻ ấy lấy trộm đã phải trả lại buồng chuối và nộp phạt trước mặt dân làng. Tài năng và cách phá án của Nguyễn Mại thần kỳ được xem là bao thanh thiên của người Việt. Ta thấy đấy, người có đức có tài ở đất nước chúng ta thời đại nào cũng có. Rất mong sau này còn có nhiều vị tướng tài hơn. Nếu bạn cũng mong muốn như vậy, hãy comment số 9 nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.